cách trồng sâm dây tại nhà. Tại Kon Tum, dân địa phương thường gọi đây là cây hồng đẳng sâm. Cây còn có nhiều tên gọi khác như cây đùi gà, mằn ráy cáy, dân tộc Tày, co nha đòi, dân tộc Thái, canh ho, người Hờ Mông gọi. Sâm dây do bà con người đồng bào dân tộc trồng ở chân núi Ngọc Linh, Kon Tum có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe. Ngoài tác dụng của củ sâm dây, người ta còn biết đến tác dụng của lá sâm dây. Tuy không nhiều công dụng như củ sâm, nhưng lá sâm tươi thì bà con dùng để ăn lẩu, nấu canh hay phơi khô dùng để chế nước trà. Có tác dụng thanh lọc cơ thể, an thần, giúp ngủ ngon, vân vân. Cách trồng sâm dây tại nhà. Trước tiên, các bạn chuẩn bị đất trồng như các loại cây trồng khác. Các bạn có thể mua củ giống hoặc trồng từ hạt. Đây là các củ giống mình mua về để trồng. Sau khi chuẩn bị đất, các bạn trồng vào đất hay trồng vào chậu. Chú ý, khi trồng phải để các mầm nổi lên mặt đất. Sau một tuần, cây đã phát triển ra các nhánh con. Sau khoảng hơn 2 tháng, các bạn có thể thu hoạch để nấu lẩu hoặc nấu canh đều được. Đây là các chậu sâm dây mình trồng khoảng hơn 3 tháng. Giờ là mình thu hoạch. Khi thu hoạch, mình hái lá, cứ để ngọn phát triển tiếp. Các dây sâm sẽ phát triển và sau khoảng 10 ngày sau, mình sẽ có lứa thu hoạch tiếp theo. Lá sâm dây bùi bùi, ăn rất là ngon. Sau một năm, các bạn có thể đào lấy củ để dùng.
biệt các bạn, chúc các bạn thành công.